Lucky do Bộ Y tế cấp phép, chuyên diệt các loại côn trùng như kiến, muỗi, gián. Sản phẩm đang được bán tại nonghiepdep.com. Không tìm nữa, lơ thơ nữa. Bây giờ thầy trò mình ở đây, có cái gì mình chơi cái đó như kêu quả. Chứ bây giờ mấy em hỏi, những nhà vườn kế bên người ta cũng nói trả lời phớt phơ, nhiều khi người ta cũng bị nạn như em thôi. Người ta cũng không hiểu như mấy em thôi. Cứ dùng tái tham bình thì làm cho cái cây mình nó lơ. Cũng như là cái rùa chích bông, chính mình làm lầm chứ ai. Nào là phun vi bơ nè, bê ra đô nè, tùm lum tà la, có chết đâu. Bây giờ đầu tiên, thí tỷ em chưa bị hoặc bị ít, em phun Amico cho thầy. Đó nè, là nó đặc trị là cái chai này nè, Amico. Rồi, thứ hai nữa là nếu mà và kỳ sau nữa em đừng để phun cái này, nó sẽ là em phun cái thằng lúc kia là mở dứt bẹp bơ đi. Thì em đổi, em không có thử một thứ nha, chứ em một thứ hoài là nó lần. Thì như vậy á, 10 bữa em mấy bữa phun lần? Em một tuần em phun lần 7, em phun tuần tuần để phòng là em phun 2 tuần em phun lần. Rồi ok, được. Lucky Permethin do Bộ Y tế cấp phép, chuyên diệt các loại côn trùng như kiến, muỗi, gián. Sản phẩm đang được bán tại nonghiepdep.com.